Định hỏi chú thì câu hỏi này nó hơi mang tính chất riêng tư một chút. Cháu không phải là có riêng tư quá nhỉ. Tại vì tôi mặc về mặt trạng chính trị của anh tranh đấu thì nó tôi không biết sao để riêng tư đâu. Nghe xong câu hỏi và chú có thể không trả lời cũng được, nhưng mà cháu rất muốn hỏi câu hỏi này. Thì theo như Việt Vision được biết và cũng rất nhiều người quan tâm đến tới chú là đang được biết chú đang có một liên quan vướng mắc với một phụ kiện. Thì chú có thể chia sẻ ngay trên sóng trực tiếp của Vision về thông tin về cái vụ kiện đó, chú kiện ai và với lý do là như thế nào, chú có thể chia sẻ được không? Câu được, cái này được. Tại vì vấn đề mà ở bên Mỹ đó gọi là một cái quốc gia dân chủ, mình sống trong cái khuôn khổ pháp luật, mình làm việc tôi nói gì vậy tôi dựa trên khuôn khổ pháp luật của Mỹ hết, và tôi hiểu được điều đó. Và những cái gì tôi nói nó cũng nằm trong cái thống kê và báo chí truyền thông của Mỹ, chứ tôi cũng phải tự động mà tôi bịa đặt ra cho những cái thế lực mà chống phá đất nước đó. Cái tụi mà tôi gọi là bao que bên Mỹ đó, nó nghĩ là tôi mới qua Mỹ cho nên tôi không hiểu về pháp luật, cho nên nó hơi làm càn. Thì nó sử dụng những cái sự côn đồ của nó để đặng mà nó đòi hăm dọa và giết tôi. Thì nó ra nhà tôi, nó sử dụng những cái mô hình livestream đó, đó là phạm pháp. Thứ nhất, nó livestream về một cái quyền riêng tư của tôi mà tôi không cho phép nó thì nó đã phạm pháp, đó là thứ nhất. Cái thứ hai là nó đã dọa giết tôi từ ở trên mạng, và nó có một cái sự liên kết với nhau với con Lisa Phạm. Sự liên kết đó nó có sự ăn khớp với nhau mà tụi nó đã nói chuyện khi nó ra vào nhà với ba cái thằng, thằng Dell, Trần, thằng Elvin và thằng John. Thì ba thằng này nó có những cái mưu đồ với nhau. Thì những bằng chứng đó thì tôi đã đưa cho cảnh sát, mà mặc dù FBI thì họ điều tra và vấn đề mà mình đưa ra vậy đó. Tại vì ở bên Mỹ nó có luật, cái quyền công dân của mình khi bị người khác mà phạm như vậy đó thì mình đưa cho cảnh sát, mặc dù nó sẽ điều tra, và chính quyền gọi là chính quyền county, chính quyền quận đó, đó nó có một cái luật sư của nó, là nó sẽ truy tố ba người đó, trong đó có con Lisa Phạm. Nó lợi dụng những cái quyền, lợi dụng những cái ban ngành mà tối cao của Mỹ uy tín như FBI, CIA và INS của Mỹ để đặng nó dọa tôi. Thì những cái người đó người ta đi vào, người ta điều tra đó. Thì tụi này nó đang bị, nó gọi là hiện nay nó đang bị truy tố, nó đang bị truy tố bởi cái pháp luật của Mỹ vì nó xúc phạm tới những cái quyền công dân của người khác, quyền dân chủ của người khác, và nó xúc phạm tới cái chuyện mà những cái công quyền chức năng hơn nữa. Cho nên gần đây, như là lúc đầu tụi nó rất là hùng hổ và hăm he, rất là côn đồ khi mà nó bày tỏ cái sự mà chống đối tôi về cái mặt chính trị đó. Thì tôi thấy, theo tôi biết là trong gần đây FBI đã sờ gái tụi nó. Cho nên trong những cái cuộc live stream gần đây tôi muốn thách thức tụi nó để nó ra mặt, nhưng mà dường như là tụi nó im lặng hết. Nó im lặng hết, chứ mấy lần trước là nó làm hùng hổ lắm. Ngay cả con Lisa Phạm gì nữa, tôi đang thách thức tụi nó gần đây, nhưng mà tụi nó đang im. Tại vì tụi nó bây giờ mà chỉ cần hé ra thôi là cảnh sát FBI lượm liền ngay lập tức. Mà theo tôi biết hiện nay thì tụi nó đã được mời rồi, chứ không phải là không. Tại vì khi tôi nói chuyện với lại FBI, mặc dù là thì người ta cũng thấy có những cái điều mà những cái thành phần này đó, nó làm không đúng. Thì sau khi mà truy tố, tôi có hỏi luật sư rồi. Sau khi mà truy tố xong, luật sư nói sau khi mà chính quyền tiểu bang á, nó truy tố những người này xong á, bắt đầu tôi sẽ kiện. Tôi kiện tụi nó làm tổn hại đến cái uy tín của tôi, tổn hại đến cái danh dự của tôi, tổn hại cái gọi là những cái quyền riêng tư. Thì luật sư họ đã chấp nhận họ kêu tôi phải chờ. Thì cái phần sau tôi nói kiện thôi. Hiện nay thì tôi nghĩa là mình làm từng bước một. Đúng rồi, hiện nay thì tôi chưa có kiện, tại vì hiện nay thực sự mà nói là truy tố chứ không phải là kiện. Nó phải gọi là truy tố những cái thành phần đó, truy tố tội phạm của nó. Mà nếu mà nó phạm tội thì nó có thể bị tù khoảng bao nhiêu năm? Có thể 5 năm, 10 năm. Và cái trường hợp đấy nếu nó có tiền bảo lãnh thì có. Thì nhiều khi nếu mà nó chấp nhận, ví dụ như nó chấp nhận cái lỗi nào, một cái lỗi nào trong đó là nó để mà nó không có phải mà tốn kém chạy đến ra tòa, nó tốn kém. Khiến tôi thì tôi không cần phải ra tòa. Tại cái này là do chính quyền liên bang thưa nó. Chính quyền tiểu bang, cái lỗi chính quyền tiểu bang kiện nó, tại vì nó xúc phạm tới công dân, một người công dân tiểu bang. Nó cũng là công dân mà tôi cũng là công dân, nhưng mà nó xúc phạm tới tôi. Cho nên cái đó là sai luật. Thời lúc cho nên cái người là FBI đó, họ có cho tôi một cái luật định
sai phạm mà tụi nó làm, họ có cho tôi cái luật định, cái điều khoản, rồi cái điều khoản mà của người công dân khi bị xâm hại đó, thì theo đúng như vậy thì họ cho cái tội án của nó bị như thế nào nào vậy đó. Thì nói chung là tụi nó hiện nay đang bị truy tố. Và sau vụ kiện thì anh Dũng với chú Trần Siêu có hỏi gì thêm chú Lệ Minh không? Thế thì tôi thấy là cái trường hợp của anh Lệ Minh này thì ở bên này thì chúng tôi cũng theo dõi, tôi cũng biết, tôi hoàn toàn ủng hộ anh Lệ Minh và lúc nào chúng tôi cũng theo dõi anh Lệ Minh sát sao ở bên đó xem tình hình như nào. Thì tôi thấy có một lần tôi theo dõi là trực tiếp luôn, vì khi bọn nó đến nhà anh Lệ Minh ấy là nó live stream lên là tôi phát hiện được. Thế tôi cứ theo nó, bảo nó vừa đi trên đường vừa nói là đi tìm nhà Lệ Minh người khác, là tôi theo dõi đến khi đến nhà, tôi theo dõi đến cuối cùng đến lúc hết live stream rồi tôi biết ra nó được qua đến nhà anh Lệ Minh rồi, nó gọi cửa rồi cứ nghe là tiếng chó của nhà anh Lệ Minh sủa ra đó. Có tiếng chó sủa ra rồi là nó định trèo qua tường rào. Thế thì tôi sẽ xem hết. Thế nhưng sau đó thì tôi cũng có live stream và hỏi một số người rồi nói tình hình này như nào, rồi trực tiếp nói chuyện anh Lệ Minh trên mạng thì tôi thấy là cũng lo lắng cho anh Lệ Minh, vì anh Lệ Minh ở bên đấy có một mình mà bọn nó thì đâu. Thế là nếu như ở bên Việt Nam mà thì chúng tôi sẵn sàng là chúng tôi đến tận nơi chúng tôi bảo vệ được anh, nhưng mà bên đó thì đúng là chúng tôi không làm gì đâu. Tình cảm rất là chân quý, mặc dù là ở cách xa nhau nhưng mà tình cảm mọi người trong nước đều rất là chân quý, mọi người đều theo dõi nhất. Nhưng mà anh Dũng, nếu như mà với trường hợp như này, nếu như giả sử như ở Việt Nam thì có thể xét vào trường hợp mà phạm tội gì hay là sẽ bị xử phạt như sao nếu như ở Việt Nam? Tôi nghĩ họ xử cái vụ này không phải là lẹ. Tại vì cái vấn đề là tiếng Việt đó, ngay cả cái người FBI mà hình sự nó tại cái này là tiếng Việt. Họ nói thành ra nó hơi mất nhiều thời gian. Họ phải đưa cho cái nhóm mà của FBI họ dịch cho nó chuẩn. Họ nói nếu mà tiếng Anh đó là họ sẽ xử ngay lập tức. Nhưng mà cái này nếu mà xét về cái tỷ lệ phần trăm, nếu mà đưa ra vụ này đưa ra trước tòa án để kiện thì bao nhiêu phần trăm chú sẽ giành được thắng lợi? Coi như là tụi nó cũng đi tù, từ đi tù đến bị phạt. Theo tôi thấy vậy, tại vì cái người FBI người ta đã công nhận cái luật định và cái mà tụi nó vi phạm rồi. Tại vì tôi đâu có làm gì mà sai với tụi nó đâu. Tụi nó không có quyền mà đến nhà tôi đe dọa ở Mỹ mà. Anh đe dọa người ta ở trên mạng mà anh đến nhà anh đe dọa trực tiếp nữa. Mà đe dọa có một cái hệ thống rồi. Ông trời ông thương tôi thì sao mà không biết. Tụi nó đe dọa mình mà tự nhiên nó đi ăn khớp nhau những cái video của từ con ly xà phạm cho tới tụi nó ra nhà đó, nó nói chuyện nó có sự có ăn khớp với nhau, nói cả tên nhắc tên nào nó nói tôi đến nhà anh Lợi Minh, cứ tới là cứ như nó nói là đến nhà thằng Lợi Minh, thằng cộng sản Lợi Minh là bởi sự chỉ thị của con đi xà phạm. Nó nói cho nó rõ ràng luôn. Đó là chị đi xà phạm cho tôi phạm. Cái địa chỉ đó. Anh Nguyễn Minh nó còn nói rõ chứ rồi. Trong sau đó con đi xà phạm lại lên live stream liền. Nói đã tìm được nhà của thằng cộng sản Lợi Minh. Rồi thế này thế nọ. Tôi rồi chụp ba cái video lần. Đúng mà tôi chụp được tôi đã ải đi liền. Cái video mà con đi xà phạm nó dọa tôi nữa đó. Là tôi vừa nói xong tôi nói mày dọa tao ha. Nó cắt liền. Nó bút xuống liền. Ở Việt Nam thì vừa phải anh ở Việt Nam thì sẽ bút xuống liền. Trường hợp đó ở Việt Nam thì sẽ như thế nào? Ở Việt Nam thì thực ra là đúng là như nói là ở Việt Nam thì nó đơn giản rất nhiều. Vì mình quá dân chủ. Những cái biểu hiện ví dụ những cái trường hợp mà vi phạm pháp luật như anh Lệ Minh vừa nói, nếu mà xảy ra ở Việt Nam thì thực sự nếu mà khi mà có công dân kiện, ví dụ anh Lệ Minh kiện ấy thì chính quyền cũng chỉ giải hòa và nhắc nhở và giải hòa cùng lắm là làm căng lắm thì đến xử lý phạt hành chính là chính thì thực ra rất chi là đơn giản thôi đấy. Nhưng đối với những người như bọn em, nếu mà đồng đội hay anh em hay những người cùng đi hướng mà có những cái lời đe dọa như thế, chính quyền người ta có một phần nào đấy người ta cũng mà mang tính chất là để giải hòa, nhưng bọn em thì khác, đừng bao giờ động chạm với người cùng mình sẽ hướng. Bọn em sẽ làm thế tới luôn mà em sẽ bảo vệ đến cùng. Đấy là nói như ví dụ như cái vụ ngày xưa như là thằng Phan Văn Bách hay bọn anh xem đấy, cái vụ Phan Văn Bách các thứ đấy có những cái lời đấy mất hay đe dọa đằng kia, bọn em đến tận nhà, thực ra bọn em cũng không vi phạm pháp luật, không em đến của em không đe dọa nói không đe dọa, nhưng bọn em nói xấu khẩu tất tật mọi cái
nó cách đâu nó còn cắt ra, đâu còn em đứng ở ngoài đã không có cái gì cả. Tóm lại là mình làm sao là mình cư xử trong vòng, trong cái vấn đề không vi phạm pháp luật vâng, phải hơn trong vườn của bạn, nhưng cũng không có cái gì quá đáng cả, tất cả cái, nhưng mà những cái hành vi đấy chúng nó là may, là chúng nó, chúng nó may, chúng nó không may mắn là chúng nó không phải là chúng nó đang sống ở bên Mỹ. Nếu mà chúng nó ở Việt Nam chúng nó may mắn hơn nhiều. Đấy, em nói thật anh, nếu mà nó là trường hợp ở Việt Nam thì may mắn hơn nhiều. Nhưng mà trường hợp Việt Nam thì vẫn có thể xét vào cái tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm của tổ chức và cá nhân. Mà theo tôi thấy là tụi nó bắt đầu sau khi vụ đó tụi thấy nó bị hớ rồi, cho nên nó xuống nó nhờ cộng đồng đi xuống cái chỗ mà nơi chức dân mà nó gọi là tòa án, nó lại dụ tôi ra đó để đánh mà tôi bị sập bẫy đó. Nhưng tôi đâu có ra đâu, nó cứ inbox rồi nó cứ lên mạng Facebook, nó nói là nhớ ra nha cái thằng cộng sản của Lợi Minh mày ngon mày phải ra để chứng minh á, ngu à, tại vì tôi đâu có đụng tới cộng đồng đâu. Nó ra đó nó nói là nó ra đó là toàn cái chỗ là chỗ tiếp dân, tại cái thị trấn ở rất là nhỏ, nó xíu à, nó rất là nhỏ. Thì nó ra đó thì nó bắt đầu nó sửa cái giọng điệu đó liền, nó kêu tôi bằng anh Lợi Minh. Đừng ngồi đi cười gắt luôn. Nhanh không? Đấy để nó xoa dịu thôi chứ không. Hay là nó cho cài. Nếu mà ra đó là anh, nó nghĩ nó dụ anh ra đó là nó kêu anh giống như là mình đạn cho mình sẽ tuyên chiến trực tiếp nó lấy cớ đó hằng này nó gây rối cộng đồng nè, nó chống cộng đồng nè, nó ta không biết cộng đồng của mày ý của nó là không thực tế gì. Nó lấy cái hình ảnh của anh già cầm cái lá cờ sao vàng mà hô là giải phóng nước Mỹ đấy, nó lấy cái đó để nó kiện mình. Nhưng mà theo tôi như ở Việt Nam thì cái trường hợp của anh Nguyễn Minh là bình thường, không vấn đề gì cả, không vi phạm pháp luật cũng chẳng ảnh hưởng gì nào. Đối với Mỹ thì quyền tự do, anh có nói tôi giải phóng nước Mỹ, tôi cầm lá cờ mà tôi đâu có ra kia tôi kích động anh em bà con hay là cầm súng cầm đạn cầm mấy kia đâu, tôi cầm tôi mang là giải phóng nước Mỹ rồi kéo xuống tòa thị chính đồ này kia đâu. Anh cầm cờ tổ quốc giải phóng nước Mỹ chuyện bình thường thôi. Ở Việt Nam cũng rất là bình thường, làm đấy là bình thường. Còn nếu như trường hợp Mỹ First Amendment nó có trong hiến pháp của Mỹ. Tôi nói theo hiến pháp của Mỹ rõ ràng, First Amendment of the Constitution, trong hiến pháp của Mỹ, cái hiến pháp đầu tiên nữa. Tôi nói rất là rõ ràng. Với trường hợp này thì chú sẽ làm tới cùng chứ? Dĩ nhiên rồi. Ngu à, tại vì thưa được đó là tôi ngon rồi, lúc đó là tôi ngồi tôi nghiệp chắc chắn. Nó đào tôi má, nó nhìn nó không ra luôn. Cháu và mọi người đang nghĩ một trường hợp, nếu như mà chú làm tới cùng thì dĩ nhiên là giấy thì bó. Các tổ chức chống cộng khác, đặc biệt là như Việt Tân chẳng hạn, sẽ can thiệp vào cái việc như này không? Có thể tụi nó sẽ tìm cách nó hãm hại, nó áp sát tôi cũng chừng. Mấy này nó ghê lắm rồi. Cho nên lúc nào tôi đi ra tôi cũng phải cẩn thận. Thật sự là nó nước Mỹ mà nó là cái rừng mà. Thì nó những có cái như vậy, nó pháp luật nó như vậy, nhưng mà nó chơi những cái thủ đoạn mà sau lưng hay là mafia mình cũng phải cẩn thận. Có nghĩa là lách luật. Nó lách luật, nhưng mà mình phải cẩn thận, mình đi ra nó nhìn trước hết sao. Hiện giờ tôi phải lắp ráp rất là nhiều máy camera vòng vòng nhà. Và mình phải nuôi chó thêm nữa. Điều là có đi mua thêm con chó mặt ghê nữa. Thật sự nói đến đi con chó mặt ghê nữa. Anh ơi, mình nuôi cái chó mặt ghê làm gì ạ? Thì nuôi chó mặt ghê để bảo vệ mình đó, bảo vệ cái đám mình, chống lại cái lũ bao que. Không, tôi nghĩ là có khi là vô tác dụng, bởi vì chó thường nó không cắn đồng loại đâu. Chó mà chó này cũng cắn mấy cái thằng bao que này cả. Không chó lạ. Chó lạ mà đến lúc này thì chó nhà nó cũng cắn. Chó nhắc dê không cắn chó vàng. Quý khán thính giả của Nguyễn Tiến Dình cũng thông cảm là anh máy quay là cũng hơi rất là muốn lên sóng để nói chuyện, nhưng mà việc công tác kỹ thuật nên là anh không thể nào mà khán giả biết thì dùng máy không bỏ chân thôi. Thì tôi cũng phải chia sẻ một điều như vậy, là anh cũng rất muốn được lên sóng nói chuyện với mọi người, nhưng mà vì công tác kỹ thuật nên không thể lên được. Vậy thì chú Lại Minh xung quanh vụ kiện này chú còn chia sẻ gì thêm thông tin gì nữa không ạ? Thì nói chung là sự việc bây giờ pháp luật Mỹ nó đang bắt đầu theo dõi, ngay cả cái Facebook của tôi đang sử dụng đó là tôi đưa cho FBI nó xài rồi. Nói chung là tôi làm gì giờ, hiện giờ bởi vì tụi nó dụ tôi đủ cách chân á, nó dụ tôi vào trong mấy cái diễn đàn của tụi nó để đặng mình gọi là họp bàn tròn, nó tìm cách như vậy là gì. Nếu mà tôi nói chặt gì cái nó là thằng này chống cộng đồng, thằng này nó khiêu khích cộng đồng, thành ra vừa rồi có thằng David Lê con Rô Sào Phạm rồi đó, mấy tụi đó nó làm ngọt lắm, mời anh Lôi Minh vô họp bàn tròn rồi đó. Làm cái chuyện đó tôi đâu có để bây giờ tôi chỉ có một cái lời này có lời này là mình này. Cái thứ nhất là anh ở bên đó có một mình thì thứ nhất là anh cũng phải phòng bị cho bản thân mình. Còn chúng tôi ở bên này á thì tôi coi anh là như một đồng đội, vì tôi cũng là một trường hợp mà tự phát
vì thấy bức xúc với bọn nó que mà tự phát để mà tranh đấu bọn nó que, và anh cũng thế, ở bên đó anh cũng là một trường hợp tự phát để tranh đấu bọn nó que. Thì tôi nghĩ anh cũng là đồng đội với tôi, vì tôi chỉ khuyên anh là một cái là anh cứ yên tâm, bà con ở bên này và những người yêu nước ở bên này sẽ hướng đến anh và ủng hộ cho anh. Đấy, bằng tinh thần không đứng sát bên anh để bảo vệ anh thì sẽ ủng hộ anh bằng tinh thần, anh không sợ gì. Đấy, và sẽ anh cứ vững tâm và cái ý chí của mình. Đấy, cùng với anh em chúng tôi để chống bọn hoạt động đến cùng. Đấy, bao giờ cái bọn bao que rồi nó chết hết đi thì anh em mình mới được yên tâm, và coi như đất nước mình mới được là yên tâm yên ổn để làm ăn. Cái bọn này nó thấy đất nước mình phát triển, nó thấy đất nước mình bà con làm ăn đang yên ổn thế này, nó kiểu nó tức tối, như kiểu nó tức tối, nó muốn chống phá để cho mình nó đất nước nó phải loạn lên thì chúng nó mới trả thái đó. Nó lợi dụng cái gì đó. Ở khi khán giả thấy thế đấy, cách xa nửa vòng trái đất nhưng mà cái tình cảm trực tuyến của người dành cho nhau, vì là chỉ vì chúng ta cùng là đồng đội với nhau. Thì thay mặt cho ban biên tập Việt Tuyên Dừng thì cũng mong rằng chú sẽ vượt qua được cái sự kiện này, vượt qua được cái vụ kiện này để mà có thể bịt mồm được lại những kẻ mà gây rối chú, bởi vì là không chỉ riêng chú mà sẽ còn những trường hợp sau nữa giống chú được lại, để chúng nó biết được rằng là đừng có động vào, đừng có vi phạm pháp luật để ảnh hưởng tới riêng tư cá nhân của mình. Vậy thì Việt Tuyên Dừng, khán giả của Việt Tuyên Dừng và mọi người đã được lắng nghe những cái chia sẻ của chú Đại Minh. Vậy thì không biết là chú trong tương lai có dự định như thế nào về cuộc sống sau này, chú có muốn về Việt Nam sống không, chú muốn như thế nào đó khi sau này? Nói chung hiện tại giờ mình cứ tranh đấu để đặng mình đặt trận những cái âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch, là cái đám bao quay cho họ phá hoại đất nước mình. Thì mục đích của tôi chính hiện nay là như vậy, còn những cái dự định mà sau là dự định sau này thì mình không thể nói được tại mình còn giữ trong vòng bí mật. Còn vấn đề con cái rồi nhiều cái vấn đề, cái vấn đề mà trong cái tầm tương lai sao thì nói chung thế hệ bên sau. Thì trong tương lai thì chúng có dự định về Việt Nam sinh sống hay là có dự định đầu tư về Việt Nam không? Thì hiện nay tôi cũng làm việc Việt vậy đó. Thì cuộc sống nói chung thì mình cứ phấn đấu thôi, phấn đấu không ngừng, chỉ như vậy thôi. Sau này nếu mà về già thì cũng có hướng về Việt Nam thì sống lúc già rồi mà không lao động nữa. Chúng ta có dự định là khi mà mình hết tuổi lao động mà mình cứ về Việt Nam để sống già. Quê hương của mình mà, lát rồi mình về cõi, mình về với quê hương của mình đâu có ở đâu mà bằng được cái quê hương của mình. Khi mình già mình về gần gũi với ông bà tổ tiên. Cái thứ hai là sao có tuổi mà anh nói chôn nhau cắt rốn của mình. Cái thứ hai đó là tôi muốn ở bên đó là tôi nghĩ là anh em mà quan hệ là làm sao mà kết nối với một số những đồng bào yêu nước ở bên đó, chẳng hạn đấy. Đồng bào yêu nước bên đó là mình cứ phải mạnh dạn lên đấu tranh. Chúng nó xui là người dân Việt Nam đấu tranh chống chính quyền được, thì tại sao mình ở bên đó không xui được những người Việt yêu nước ở bên đó để chống lại chúng nó? Đúng lên đấy. Mà không chống lại chúng nó thì không dám đứng ra gọi là ra mặt để chống nó, thì mình phải có một cái cách để mình lên mạng bằng cách giấu mặt cũng được để đấu tranh lại với bọn họ. Đấy, cũng có nhiều người đang âm thầm. Có, tôi biết có một số người là không lên mặt nhưng mà vẫn đấu tranh, chẳng hạn như là anh Tư Dân Binh này. Quý vị một là có một cái trường hợp mà chúng tôi đã làm nhiều. Trước đây có một cái nick gọi Tuấn Vũ nữa. Tuấn Vũ này, Tuấn Vũ là cái trường hợp mà xưa là chống cộng mà cãi lại chúng tôi rất nhiều. Nhưng bây giờ đã chuẩn bị về Việt Nam. Nghe tôi đang nói và một số anh em nói thì nghe nói là mấy ngày nữa về Việt Nam. Bây giờ không dám lên mạng và nói là vì vấn đề vợ con cho là các anh không cảm tôi chuẩn bị tôi về Việt Nam. Tôi nghe các anh, tôi về Việt Nam để tôi thăm xem Việt Nam như nào. Đấy, tôi rất hoan nghênh những trường hợp như thế này. Cho nên chị em cũng thông cảm cho họ, tại họ sống trong cái môi trường đồng đội cũng thông cảm cho họ. Vì là họ sẽ bị ngoại phạm lỗi, phạm lỗi mất ai trong vấn đề nào. Cũng khuyên họ hãy cố gắng bình tĩnh. Tại vì tôi không có sống mà nào cũng có lệ thuộc với người Việt. Tôi nghĩ rằng là một thời gian sau là có nhiều những cái trường hợp người ta sẽ làm như thế. Đấy, người sẽ thay đổi. Thì bây giờ tôi là tiên phong trước đi. Mình hâm nóng cái lòng yêu nước của những người khác, từ từ họ sẽ gan dạ hơn, họ sẽ đứt lên. Khi họ tách rời ra khỏi cái cộng đồng, họ tiếng nói của họ sẽ mạnh hơn. Tôi nghĩ là nước Việt Nam mình 10 năm nữa
thì sẽ khác với bây giờ hoàn toàn. 5 năm nó thôi, nó đi 10 năm. Thật sự gọi cho là 10 năm đi. Em đi mới có một mấy tháng về thấy đã khác vì rồi. Bây giờ tôi nghĩ là này, cái nước Việt Nam mình là theo như tôi tìm hiểu thì nhà nước mình đang có một cái hướng về vấn đề phát triển về công việc rất là mạnh. Mà muốn phát, nó còn đang vướng mắc một số cái là ví dụ như đất đai, quỹ đất, nó gọi mình gọi nói chung là quỹ đất. Cái quỹ đất này thì ở miền Nam thì còn có được, chứ ở miền Bắc này nó hơi khó vì đất chật người đông. Vì vậy cho nên là muốn bà con là từ trước nay là vẫn cái đất nông nghiệp họ là nhiều khi họ không làm đấy, có khi bỏ hoang. Nhưng mà người ta nhà nước mà mở ra thì bắt đầu là họ muốn cái lợi nhuận nó cao đấy. Nó khổ là như thế, cho nên là nhà nước cũng đang lo vấn đề này. Nếu như là ở miền Bắc mà có nhiều khu công nghiệp như ở miền Nam, tôi chỉ cần nói một số như là khu công nghiệp Bình Dương hay là khu công nghiệp là Đồng Nai rồi thành phố Biên Hòa đấy, một số công nghiệp Biên Hòa, nếu như phát triển ngoài Bắc cũng phát triển mạnh như thế thì tôi nói là lương của công nhân sẽ cao, đời sống sẽ cao đấy, không phải sang nước ngoài đời sống sẽ đi cái đề tài này nó cũng rộng lắm đó. Nhưng rồi. Mà hôm nào thì mình mở rộng đề tài đó ra, tôi thì bây giờ bàn nữa thì nó dài lắm á. Hôm nào tôi nghe anh live stream anh phải biết rồi, live stream rồi là tôi nghe của mời anh phát triển về đất đai của mình em tao bàn ra cho sánh danh với Mỹ Việt Nam. Đúng rồi, tôi thì bây giờ bàn là dài lắm, thời gian nó cũng không còn nhiều nữa thì cháu rất muốn chú gửi lời có những lời gửi gắm tới các cộng đồng chúng cộng đồng quá. Chú có những lời gì gửi gắm qua kênh truyền hình của mình? Nói chung thì mấy cái thành phần chấm cộng hô hợp đối với tôi thì chẳng có gì lợi lắm, chỉ có tôi búa nó thôi. Đầu tiên đó là thì, tức là chú có làm tới nó thôi à, không nhượng bước, không có nhu nhượng và không có nhân nhượng tụi nó được. Tôi cũng nghe, tôi cũng cái nhân nhượng của tôi là vậy các bạn. Cái nhân nhượng của tôi là không có nhân nhượng tụi nó. Trước đây á, trước đây thì tôi có ý kiến là muốn để hai bên đối thoại với nhau để tìm hiểu ra cái phản cái trái để cho bà hiểu cái đường tiếng nói chung. Nói chung thì tôi mà ví dụ như họ họ là một cái thành phần gọi là nó là cái bản chất mà họ không thể thay đổi được. Một số người nhá. Còn phần đa số là bà con bên đó là người ta, thứ nhất là người ta đã ít dần đi cái vấn đề chống cộng, người ta đưa vào cái chỗ mà đứng nhìn để nghe ngóng xem đúng hay sai. Một số bà con thì đã về Việt Nam nhiều rồi, nhiều thành những trường hợp nó rất nhiều rồi. Còn một số thì người ta ở cái thể về là nghe ngóng xem bên nào đúng bên nào sai. Còn có một số mà mình phải nói là nó là thuộc dạng bản chất rồi, không thể thay đổi nó. Ví dụ như bên Trương hay là Mỹ Trần thì đấy, bên là Tân Thái hay là một số cái trường hợp đó thì tôi nghĩ rằng là cái bản chất không thể thay đổi được. Vâng, mình phải quyết định là phải chống phá lại họ đến cùng. Vâng, cảm ơn chú Trần Siêu. Và kính thưa quý khán thính giả của Doanh nghiệp Nhân dân, thì chú Lại Minh hôm nay về Việt Nam cũng không phải là trường hợp duy nhất mà về để chứng kiến cái sự thay đổi ở Việt Nam, mà trước những người như giống như chú Lại Minh còn có như bác Nguyễn Thế Phượng, Peter Nguyễn, một người đã được đã từng được rất nhiều báo cánh báo chí phỏng vấn. Bác cũng là một trong những sĩ quan từng phục vụ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, hay như bác Nguyễn Ngọc Đồng cũng từng là sĩ quan phục vụ cho Việt Nam Cộng Hòa, cô Phùng Thị Châu, cô Phùng Thị Châu, phóng viên, rồi cả bác hay là cả bác Nguyễn Mạnh Cường nhé, bác già rồi, bác không về, không có điều kiện để về Việt Nam nữa, nhưng mà bác ở bên hải ngoại và bác vẫn theo dõi tình hình Việt Nam để bác đưa ra những cái nhận định, cái đánh giá khách quan. Đó, có rất là nhiều người Việt kiều đang sống tại Hoa Kỳ hoặc ở các nước phương Tây khác, họ đã về Việt Nam, đã chứng kiến cái sự thay đổi của Việt Nam và họ đã nhìn nhận được cái tuyên truyền sai sự thật của truyền thông chống cộng ở hải ngoại. Và chính những cái như vậy mà họ đã đứng lên, dám lên tiếng để mà đấu tranh lại cái luận điệu xuyên tạc như vậy, mặc dù họ ngày đêm bị đe dọa bởi những cái phần tử quá khích trong cái cộng đồng chống cộng đó. Như chúng Lại Minh Đen là một trường hợp ví dụ tiêu biểu nhất về cái trường hợp mà bị Lisa Phạm và một số người chống cộng cực đoan đã đến tận nhà và làm phiền chú đó. Vậy thì ở Việt Nam chúng tôi cũng chỉ mong muốn một điều là nếu như các quý vị ở chống cộng ở bên hải ngoại mà còn đang băn khoăn về cái tư tưởng của mình, về những cái gì mà nhìn nhận của mình về Việt Nam, thì đừng ngần ngại, bây giờ chính sách mở cửa của nhà nước Việt Nam mình luôn đón chào các quý vị trở về, để các quý vị không phải trở về để quý vị có thể là một người đứng lên chống lại cộng đồng đó, mà chỉ cần quý vị có một cái nhìn nhận khách quan nhất có thể về Việt Nam
Đó. Vậy thì chương trình của chúng ta cũng đã đến lúc kết thúc. Thay mặt cho ban biên tập Việt Vision cũng kính chúc chú Đại Minh và gia đình của mình có một sức khỏe, có sự thành công trên đất Hoa Kỳ, và đặc biệt là cái vụ kiện tới đây thì chú thắng lợi. Và cũng chúc cho chú Trần Siêu và gia đình mình cũng mạnh khỏe. Mọi người xin gửi lời chào tới. Thôi, thế là tôi xin lời gửi lời chào đấy anh em khán giả trong của đài Vũ Sơn. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất động, trong lòng người.